Hành trình đến nơi trải nghiệm dở chả bát chuột của chúng tôi là băng qua cánh đồng lúa chét mênh mông. Cuộc bộ hơn nửa cây số thì đống chả bát chuột đã hiện ra trước mắt. Chú Nguyễn Văn Húc, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông đã chất đống chà này bằng nhánh cây bạch đàn và cỏ khô cách đây gần 10 bữa. Địa điểm chất chà được chú Húc chọn là một gò đất có bóng mát xung quanh, nơi ít người qua lại. Đây là nơi thích hợp để loài chuột trú ngụ. Để bắt được loài gặm nhóm này thật lắm công phu. Đến ngày dở chà phải chuẩn bị chu đáo các loại dụng cụ như lưới, len, lồng sắt có hôm và những thanh gỗ dùng để cố định vách lưới. Bước thứ nhất là bao lưới cao quanh đống chà, đắp đất dằng chân lưới. Sau đó ém lồng sắt có hôm vào gốc lưới, để khi dở chà, chuột biết đường chạy sẽ tự chui vào lồng, đỡ tốn công bắt. Vậy là bây giờ sau khi mà bông lưới này kia đủ hết rồi thì mình sẽ dở chà cái mình chắc qua bên kia luôn, đặng mình khỏi chắc lại. Dạ, coi như là chắc lại chỗ mới để lại sắp tới là mình tiếp tục mình dở nữa. Tiếp tục dở nữa. Vậy thời gian từ khi mà mình chắc lại cái chỗ mới đến khi mình dở nữa là khoảng bao nhiêu lâu nữa chú? Tùy theo, nếu nước lên ha là một tuần là chuột nó về nhiều, còn nước mà không lên á, còn chuột nó không có gom, tại dưới lùng nó gom dài lên nước lên nó chụp từ từ ra. Mười đâu rồi, qua đây đi. Một tuần là mình dở, còn nếu mà mình cũng đi thăm hoài, thăm nhất là cái giấc sáng thôi giấc chiều. Có con chuột mà nghe tí tục ở trong chà nhiều thì mình tiến hành dở. Và công đoạn mất nhiều sức nhưng cũng vui nhất là bắt chuột khi chúng túa ra từ đống chà. Ai nhát tay thì khó mà bắt, bởi lúc bị dí thì những chú chuột đồng sẽ không ngần ngại để tặng bạn những dấu răng đào điếng. Đồng hồi đó giờ ông bà mình cũng không nói con chuột cắn để có sao cho nó chỉ đau với chảy máu thôi. Rồi vài bữa lành. Theo nhiều bà con, chuột mùa này ăn nhiều lúa và cỏ non nên rất mập. Vì vậy, khi bắt phải chụp dứt khoát nhưng cũng không được mạnh tay vì có thể làm chuột nhập mình mà chết. Cuộc đuổi bắt chuột tiếp tục diễn ra sôi động. Từng tốt tháo chạy tán loạn khi chà được dỡ lên. Tuy nhiên, hầu hết đều không thể thoát thân. Một số con đã tự tìm vào chiếc lồng sắt có hôm đã ém sẵn. Bắt ở trên không là chưa hết, bởi chuột còn đào hang trú ngụ bên dưới đống chà. Lúc này, cái len mang theo đã phát huy tác dụng. Mỗi hang đá này có khi lôi ra cả 20 chú chuột đồng. Tham gia bắt chuột hào hứng nhất có lẽ là bọn trẻ. Những nụ cười khoái chí khi tóm được một chú chuột nằm gọn trong tay cho thấy có lẽ sẽ là những kỷ niệm tuổi thơ đẹp, khó mà phai nhạt. Nhìn những chú chuột mập mạp như thế này thì niềm đam mê ẩm thực lại trỗi dậy. Thành quả của cả nhóm trong buổi sáng hôm nay là khoảng 20 ký chuột đồng tươi ngon. Số lượng chuột đồng này có thể chế biến vô số những món ngon mang đặc trưng của Đồng Tháp như chuột đồng quay lu, chuột xào củ kiệu, rất ngon miệng và giàu dinh dưỡng. Thưa quý khán giả, được tham gia trải nghiệm cái hoạt động dở chà bắt chuột đồng như thế này thì Duy Khánh cảm nhận rằng rất là thú vị. Và nếu có thời gian thì Duy Khánh mời quý khán giả cùng về vùng Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp để chúng ta cùng tham gia cái hoạt động cực kỳ hấp dẫn này nha.